chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có dịp được ghé Nam California và chúng tôi có dịp được tiếp xúc với ông Phan Tấn Ngưu. Chúng tôi được biết ông Phan Tấn Ngưu hiện nay là chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ Nam California và ông cũng là tổng hội trưởng Tổng hội Cảnh sát. Bên cạnh đó, hiện nay ông đang có một cái vị trí là phụ tá điều hành của Hội đồng đại diện tập thể Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Chúng tôi truyền hình Việt Nam Cộng hòa Thành Đốn xin được hân hạnh hôm nay được nói chuyện với ông. Thưa anh, chào anh Liêm và thưa tất cả, chào tất cả quý vị đang theo dõi đài. Vâng, trong cái sinh hoạt ở đây, có lẽ là trong những tháng ngày vừa qua có nhiều cái biến chuyển và nhiều cái chi tiết, và chúng tôi từ ở miền Đông. Vì thế xin ông Phan Tấn Ngưu có thể chia sẻ những cái tin tức nào mà hiện nay người Việt quốc gia chúng ta cần biết, cái sinh hoạt chung của đang xảy ra và đang diễn tiến mà có thể ông đang lưu tâm đến. Thưa anh Liêm và thưa tất cả quý vị, có lẽ vùng Tây Nam này nó đặc biệt ở chỗ là cái thủ đô của người Việt tị nạn. Gần như tất cả những sự kiện nó sắp sửa và đang xảy ra thì nó bắt nguồn từ ở tại vùng California này. Mà chúng tôi là người đã suốt bao nhiêu năm qua, khi chúng tôi mà vào cái trong cái liên hội của chiến sĩ để hoạt động rồi, gần như không có giây phút nào gọi là chúng tôi có quyền ở không để mà nghỉ ngơi. Đó là cái trách nhiệm mà của anh em của chiến sĩ chúng tôi. Gần nhất mà cái chuyện mà đã gây ra bao nhiêu cái chuyện phiền phức của toàn thể cộng đồng hải ngoại này, cái chuyện có lẽ anh Liêm cũng thấy rằng đó là cái chuyện tờ báo Người Việt. Từ tờ báo Người Việt đó, rồi Cộng sản đưa ra tiếp những cái tên văn công, những tên đảng viên Cộng sản hoặc là những cán bộ của nó qua đây để mà nó trưng bày tranh ảnh hoặc là nó diễn những vở tuồng, mà có thể là mua những vở tuồng của mình hồi xưa, những truyện kịch xưa để nó xây dựng lại. Mục đích của nó là gì? Để đưa những cán bộ văn công nó qua đây dưới hình thức này, hình thức khác. Đó là một trong những cái phần hành mà cái nghị quyết 36 đã chỉ thị chúng phải làm. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Đó là một những cái mà tôi xin thưa tất cả quý vị đang quan tâm tới hiện tình đất nước. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể yên ả ở cái vùng đất tự do này đâu. Bởi vì Cộng sản không bao giờ nó buông tha chúng ta, khi mà những cái sự chống đối chúng ta đối với Cộng sản ở trong nước cũng như tất cả các nơi khác ở hải ngoại, kể cả các tòa lãnh sự của nó ở tại khắp thế giới gần như là co cụm mà không hoạt động được. Thì anh Liêm cũng thấy rằng đó là một trong những cái mà anh em mình hay vẫn còn chiến đấu. Dạ vâng. Dạ, cái đó vâng, thưa anh, thưa anh là sau khi anh đưa đến cái tình trạng mà chi tiết của Người Việt anh vừa trình bày đó, thì thưa anh là hiện nay tại Nam California, tất cả những báo chí của vùng này họ nhận định và họ nghĩ thế nào qua cái tinh thần ông Ngưu vừa trình bày? Họ có hỗ trợ mình không? Thật sự ra mà nói, tôi biết cái những điều tế nhị tôi không thể nào mà kêu gọi họ đi sát với chúng tôi. Vì lý do là mỗi một tờ báo đều có cái chủ trương của họ. Nhưng mà chủ trương của họ có một cái là im lặng tốt hơn. Ngoại trừ một vài tờ báo mà tôi cũng không tiện nói lên đây, bởi vì tôi không muốn quảng cáo cho một tờ báo nào hết. Thì chính những tờ báo đó đã có một thái độ rất cứng rắn. Kể cả những bài viết và những tài liệu họ cùng với anh em ở đây để đưa ra cho mọi người cùng biết. Thì có lẽ anh Liêm cũng thấy rằng những điều tế nhị của mình trong vấn đề chính trị, đôi khi những người chiến sĩ ra mặt trận cũng cảm thấy những sự mà thiệt thòi nào đó. Gần như là không có sự hỗ trợ hoàn toàn nào. Nếu mà phương diện báo chí thì chính báo chí sẽ đứng là người sau lưng mình, nhưng số đó chỉ đếm đầu tay. Nhưng thưa anh Liêm, có một điều thế này tôi rất mừng. Khi những sự kiện xảy ra rồi, trong những cái lời kêu gọi chúng tôi, không nhất thiết là biểu tình, không nhất thiết phải làm chuyện này chuyện nọ, nhưng mà suốt ngày đêm họ luôn luôn bao giờ cũng liên lạc với chúng tôi để họ nói rằng sẵn sàng đứng với chúng tôi, và khi chúng tôi mà chẳng hạn có một cái gì đó phải thông báo cho họ ngay. Còn giữa anh em, giữa anh em cựu quân nhân, anh em cựu quân nhân gần như là chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất. Cái quyết định của tôi, của liên hội của chiến sĩ, không phải là cá nhân của Phan Tấn Ngưu, mà đó là quyết định của tất cả mười mấy hội đoàn trong liên hội. Do đó không ai có thể tự phản bội lại họ được hết. Đó là quyết định chung của mọi người mà anh em trong liên hội phải làm theo. Bây giờ mình đi vào thêm một chi tiết là cái mức độ quan trọng trong cái tinh thần mà chống cộng của mình, cũng như là cái nguy hiểm
khi mà chúng ta đã quyết định là chúng ta không chấp nhận cái đường lối của Báo Người Việt, cái nguy hiểm của họ nó nằm ở chỗ nào? Cái chỗ mà mình không chấp nhận cái đường lối của Người Việt thì thật sự ra anh thấy không, đối với cái sự tự do nó bao giờ nó có cả hai chiều. Con người sử dụng tự do để họ đánh mình, thì ngược lại mình có quyền tự do của mình để biểu tình. Nhưng mà bao nhiêu lần biểu tình, tới ngày hôm nay trên 2 năm rồi, anh em chúng tôi vẫn có những người đứng để biểu tình suốt những ngày Chủ nhật từ trưa cho tới 2-3 giờ chiều. Thì những cuộc biểu tình đó đưa cái gì? Người Việt họ vẫn lặng thinh và gần như không có một cái gì hơn nữa. Do đó cái điều mà trước mắt chúng ta đối với vấn đề của những hoạt động của báo chí, thứ nhất là chúng ta làm sao phải tẩy chay họ cho bằng được. Cái đó là người ấy thành công hay không, nhưng mà sự tẩy chay của mình muốn cho người ta đáp ứng, điều trước tiên hết mình phải thông báo người ta biết họ đã làm cái gì. Mình biết, không hẳn là người bạn bên mình biết đâu. Do đó chúng tôi trong suốt những cái thời gian qua, từ ngày Báo Người Việt ra làm bao nhiêu việc, mà đặc biệt nhất là cái bài của Sơn Hào, nó nhục mạ cả một chế thể chế của Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt nhất là hy sinh của anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để rồi chúng tôi phải có phản ứng rất là gắt gao, gần như là đó là cái nhát dao cuối cùng để chúng tôi gần như là không hối tiếc gì đối với những cái phản ứng của mình đối với Báo Người Việt. Cái đó là cái gì? Mà tôi chỉ đưa ra một điều mà xin mọi người, tất cả quý vị ở xa, để hiểu được phần nào đối với đời báo chí ở đây. Chúng ta chỉ có một việc là họ sống nhờ quảng cáo, nhờ phân ưu, nhờ cáo phó. Với tư cách cựu quân nhân, chúng ta phải biết mình nên đăng tờ báo nào. Chính tờ báo mà trước đây họ đã nhục mạ mình, nhục mạ cả thể chế mình đã phục vụ, thì làm sao mình có thể đến đó để đăng những cái tờ đó được. Dạ, vâng. Đó là cái điều mà tôi chỉ xin mọi người chỉ xét một cách rất là đơn giản thôi, chứ tôi không có nói chuyện xa hơn nữa. Giả dụ có nhiều người cũng có nói tôi thế này, giả dụ bây giờ anh không quảng cáo, không đăng cái những này kia nọ về tin tức, tức là không có sự support nào Người Việt, nhưng biết đâu nó lấy tiền từ ở ngoài hải ngoại về, ở bên Việt Nam ra. Cái điều mình phải biết rõ, người Cộng sản chúng tôi suốt bao nhiêu năm phục vụ với chính thể Việt Nam, chúng tôi biết khá nhiều về Cộng sản, vì cái nghề của tôi duy nhất là về cảnh sát đặc biệt. Người Cộng sản cảm thấy rằng họ khi tới con cờ mà không sử dụng được nữa là đương nhiên họ phải dẹp, không bao giờ họ bỏ vào chỗ không. Do đó khi Người Việt không còn tác dụng nữa, người ta không coi, không quảng cáo, tờ báo tới giai đoạn nào nó tới chỗ đó thì bắt buộc người Cộng sản phải buông tay. Khi nói tới Người Việt thì thưa anh, là ở vùng miền Đông chúng tôi, tờ báo Người Việt cũng có ấn bản và có một chi nhánh ở bên đó. Thì không những tại địa phương vùng Hoa Thịnh Đốn, mà hiện nay chúng tôi được biết có nhiều chi nhánh khác mà Người Việt họ có những ấn bản ở các địa phương khác đó. Cái vụ vùng Hoa Thịnh Đốn thì ấn bản có mới ra đây cách đây vài tháng thôi. Thì xin anh chia sẻ hay là trình bày những cái kinh nghiệm mà tờ báo Người Việt đã là một cái tờ báo mà anh em lên tiếng và kêu gọi đồng hương như cái tinh thần anh vừa nói, với hiện nay chúng ta được biết là qua cái chương trình ngày hôm nay đó là đồng hương của vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ được nghe tiếng nói của anh Phan Tấn Ngô. Xin mời anh. Thưa anh Liêm và thưa tất cả quý vị, khi mà xét tới một việc chúng ta phải xét làm hai phần. Thứ nhất, có những cái nơi mà đã làm coi như là những chi nhánh của Người Việt, cái người mà đảm trách ở địa phương đó họ có biết về Người Việt hay không, điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ có thể là một sự vô tình nào đó để vì vấn đề làm ăn, vì vấn đề mà thương mại bình thường, họ muốn mượn cái tiếng Người Việt để rồi họ làm việc đó. Thì chính việc đó là việc chúng ta cũng có thể là không biết làm sao hơn giữa mình với mình để đối phó với nhau. Còn nếu thật sự họ là cái người được Người Việt xây dựng nên để đi theo cái đường hướng của Người Việt, thì chúng ta đương nhiên ở mỗi địa phương đều có cái thái độ hẳn hoi đối với việc đó. Do đó vấn đề này hết sức tế nhị mà tôi nói với anh Liêm cũng như tất cả quý vị rằng chúng ta nên xét một cách rõ ràng, cẩn thận cái việc này. Bởi vì không hẳn là tất cả những người đại diện cho Người Việt đều theo đường lối Người Việt hết. Không hẳn họ đố họ dám đăng một cái tờ, một cái bài báo để mà nhục mạ chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Có thể như vậy, nhưng mà biết đâu là trong đó dần dà một ngày nào đó có những cái bài mà chúng ta đôi khi
cảm thấy cũng khổ tâm. Đó là cái chuyện mà chúng ta nên đề phòng vì sao. Nhưng thực tại chúng ta nên xét hai chiều đối với việc này. Và trong cái vị thế mà bên cựu quân nhân, ở bên tổng ngò cảnh sát, cũng như hiện nay anh đang có một cái trách vụ ở trong bên tập thể, bên điều hành đó, anh có thể tâm sự một vài điều với lại các anh em cựu chiến sĩ hiện nay, có thể là một người, một số đang hiện đang theo dõi chương trình của chúng ta. Chúng tôi chỉ nói một điều thế này: quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng cái công việc nào đó của lịch sử rồi chúng ta lại buông trôi đi. Hiện tại sau 37 năm mất nước, chính chúng ta là người không làm tròn bổn phận với đất nước. Mình phải nhận cái đó trước đã. Để rồi chúng ta làm gì? Đừng bao giờ trùm chăn để mà chờ người khác làm cho mình. Chúng tôi chỉ xin tất cả quý vị, nhất là mấy niên trưởng và chiến hữu của chúng tôi, hãy làm bất cứ cái gì mình có thể làm được để bảo vệ cái thành trì ở tại hải ngoại này. Đó là chuyện trước mắt. Thứ hai, khi mình được vững chắc ở hải ngoại rồi, cái tiếng nói của mình và những sự yểm trợ của mình đối quốc nội nó mới có giá trị. Chứ ở đây mình chia năm xẻ bảy, mạnh ai nấy, nghĩa là có thể là gây gổ với nhau, làm những chuyện mà mít lòng nhau, thì những tiếng nói của mình đối hải ngoại có lẽ người trong nước họ cũng cảm thấy buồn đối với những sự kiện đó. Mà hiện giờ hiện tình đất nước, thưa thật quý vị rằng tôi không dám nói quá chủ quan, nghĩa là theo ý mình, nhưng mà rồi đây cộng sản dù muốn dù không nó cũng phải trở về cái giai đoạn như là xưa, xa xưa của nó, để giao lại cái đất nước Việt Nam này cho những thể chế thật sự có dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Người dân sở dĩ tới giờ phút này họ không dám đứng mạnh lên vì lý do tại sao? Không có sự yểm trợ nào. Và chúng ta phải thấy rõ ràng là chỉ yểm trợ một cách rất là hời hợt và không có một cái gì gọi là mạnh mẽ. Trong khi bao nhiêu công việc khác có thể vận động cả quốc tế, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng công việc đó của một người nào, chúng ta có làm hay không. Trong cái tinh thần anh vừa nói đó, cái vị trí của anh hiện nay là đóng góp, phải nói là trực tiếp vào những cái trách vụ khá nặng nề, cái tình trạng kết hợp, cái tình trạng sinh hoạt của anh em tập thể nói chung cũng như là nói riêng là của các anh em cựu quân nhân ở Nam Cali. Và hiện nay chúng tôi đang gặp ông, đang nói chuyện trực tiếp với lại ông Phan Tấn Ngưu tại văn phòng trụ sở của Liên hội cựu chiến sĩ miền Nam Cali. Thì cái câu hỏi của chúng tôi là cái tinh thần chung của các anh em ở vùng này như thế nào? Thật sự anh em chúng tôi ở đây đa số một phần thôi, có 2/3 còn đi làm. Do đó một số 1/3 còn lại anh em phải ra gánh vác công việc đó. Cho tới những lúc nào cần thiết, dù đêm hôm, có thể anh em bỏ làm đi ra cùng lo việc chung. Những công việc đó là nó như vậy. Do đó chúng tôi mới có thể là tương đối ở vùng Nam Cali này, khi bất cứ có biến động nào đều có mặt anh em chúng tôi hết. Với lại khi mà chúng tôi ở xa mà chúng tôi nhìn những cái sinh hoạt chung của miền Nam Cali đó, thì nghe cái những cái tin đồn, ví dụ như là mấy người cộng sản Việt Nam họ bỏ tiền ra, bắt đầu họ mua một số tài sản, bắt đầu họ lấn chiếm một số những cái sinh hoạt hay là những cái cơ sở thương mại đấy. Nhưng mà trên thực tế một năm á, có nhiều cái buổi lễ lớn á, chúng thấy là tất cả các anh em ở đây đã dương cao ngọn cờ vàng một cách mạnh mẽ, và tất cả tham dự của các đồng hương ở đây đó, họ đều đóng góp với cái tinh thần quốc gia rất là rõ ràng. Và chúng tôi nhìn thấy theo dõi hình ảnh đó, thì cái vấn đề đó nó trái ngược vào vấn đề thực tế ở tại địa phương như thế nào? Thưa anh Liêm, nói rằng cộng sản nó bỏ tiền ra nó mua, thật sự ra có đấy, nhưng mà nó nằm trong một phạm vi nào đó. Còn cái địa bàn của những người chống cộng của chúng ta vẫn là địa bàn của những người chiến sĩ Việt Nam và của những người dân tị nạn ở đây. Có những câu họ nói thế, họ vô tình họ nói: thôi cộng sản đây giờ nó thiếu gì, tôi xin lỗi, bây giờ tôi cầm hai cái lá cờ quốc gia và lá cờ cộng sản, anh nói đố thằng cộng sản nào ra cầm lá cờ cùng tôi, chỉ đi ra từ phía trước ra phía sau Phú Lộc Thọ thôi, đố thằng nào nói là cộng sản dám cầm. Tại sao? Bên cạnh tất cả một vài người, những cá nhân đó đều là những người có tinh thần quốc gia hẳn hoi. Họ dám hy sinh tất cả thì họ có dám làm những chuyện mà mình có thể không ngờ trước được. Tôi dám nói thách thức những ai nói là cộng sản ở đây nhiều,
thì họ hãy bảo vệ những người cầm lá cờ ấy đi, từ phía trước và phía sau Phú Lộc Thọ thôi. Đó là sự thách thức của tôi. Trong cái tinh thần mà anh vừa nói thì chúng tôi nhận thấy là thế này, có nhiều người có thể trong cái lĩnh vực đặc biệt cá nhân mà đóng góp không có tích cực, đôi khi họ có những cái chỉ trích, ví dụ thế này, nhóm của các anh hay nhóm của chúng tôi ở vùng Hoa Tỉnh Đốn hay nhóm của anh ở California, có thể là các anh là những người mà gọi là gì đã tranh đấu có kiểu cái ngoan cố, đôi khi nghĩa là quá tích cực, mà đôi khi các anh đôi khi không có những cái kiểu như là compromise, hay là các anh không có nhìn những cái thay đổi mới. Trường hợp đó anh nghĩ thế nào? Nói rằng ở đây, chính ở đây tôi có cái bài học đó. Khi mà nói ra làm như mọi người ở đây thờ ơ lắm. Hội A chia làm hai, hội B chia làm ba. Mọi hội nào mạnh đánh. Nhưng mà thật sự anh Liêm, tôi chỉ nói một điều thế này. Khi bất cứ sự kiện nào xảy ra mà liên quan tới cái tinh thần của một người quốc gia của mình, tất cả các hội đều có mặt. Tôi chứng minh, hôm kỳ chống Hồng Vân kỳ rồi, ngày 16 tháng 9 vừa qua, ở đây có hai cộng đồng, mà cộng đồng của luật sư Nghĩa là cộng đồng được trên 10.000 phiếu bầu. Còn cái cộng đồng của ông Lê Khắc Lý, mà từ ông bác sĩ Vinh đỡ lốt xuống đây rồi giao cho ông Lê Khắc Lý, bây giờ ông sĩ xử lý tạm thời. Sau khi đôi bên còn thuyết phục không được và quyết định có cuộc biểu tình, hai ông cộng đồng và hai tất cả thành viên đều ra có mặt tại hiện trường. Cái đó là nó như vậy, nó trả lời biết bao nhiêu lần ở đây rồi. Đừng bao giờ nghĩ rằng chia năm xẻ bảy rồi mạnh ai nấy làm. Nhưng mà thật sự có một điều tôi rất hơi, có là một sự an ủi không nhỏ. Khi gặp chuyện lớn cần làm, tất cả anh em dù phe A, phe B, phe C đều có mặt hết. Chính điều đó là cái điều mà trong một cái ngày cuối tuần gì rồi, đối với khu đất không được rộng rãi lắm là khu Sài Gòn Performing Arts Center đó, thì Hồng Vân qua đây, bữa đó tôi cũng trên 1.000 người để mà biểu tình trong cái đó. Hai ông đại diện cộng đồng đều lên tiếng mạnh mẽ hết. Chứ không lúc đó là anh cộng đồng A, cộng đồng B, chúng tôi đều tất cả anh em đều trong đó hết. Cái hình ảnh mà anh vừa nói, cái này là cái hình ảnh ví dụ như kỳ vừa rồi, mình thấy là trong hiện nay, trong giây phút chúng ta đang nói chuyện, chúng tôi truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tỉnh Đốn đang tiếp xúc với lại ông Phan Tân Ngưu á, cũng là cái thời điểm mà cuộc tranh cử của Hoa Kỳ đi đến cái giai đoạn khá gay cấn, ví dụ như là cuộc tranh luận giữa hai ông, chứ ông cựu ông tổng thống với lại ông đứng ra tranh cử tổng thống, rằng họ có thể là họ dùng tất cả mọi đòn phép, họ dùng tất cả mọi mưu mô để họ đưa rách vạch ra những cái tốt của mình và đưa ra cái bất lợi cho đối phương trong cái vấn đề họ chuẩn bị tranh cử. Thì cái đó là cái mà theo tôi cái có thể là tôi không đúng lắm hay là không đồng ý, có những người không đồng ý nha, trên cái vấn đề căn bản tự do và dân chủ là có thể mình có thể có cái sự đối chọi. Vì thế là hai một cái lĩnh vực mà hai ba hội, theo cá nhân tôi không có gì là khó khăn và phức tạp cả, cũng như nước Mỹ vậy, hai ba hội đoàn, hai ba thể chế, ok xin lỗi, hai ba cái đảng phái, hai ba quánh nhau trong cái bầu cử quánh nhau chết bỏ đó, thì cái đó là cái bình thường của một cái xã hội tân tiến chứ đâu có gì đâu. Dạ thưa anh. Thưa anh Liêm, nói đó thì mình cũng hơi rộng lượng với mình lắm, nhưng mà đối với người Việt Nam á, thật sự ra là khi mà hai anh mà ra mà tranh luận nhau rồi, đôi khi thời gian sau mới có thể là nó mới xích lại được, chứ lúc đầu hai anh vẫn là hai cái lưng để mà dòm với nhau thôi. Trong khi đó người Mỹ anh thấy rằng tranh luận đó, thắng đó, khi anh thắng tôi vẫn lên chúc mừng anh như thế và cùng hợp tác để lo công việc khác. Cái tinh thần đó là tinh thần người Mỹ mà chúng ta phải học. Chúng tôi hồi xa chúng tôi nhìn thấy cái hình ảnh của các anh, có phải nói là phải rất là cảm ơn những người hoạt động ở Nam Cali. Ví dụ như Tết, tổ cái chương trình Tết có thể là phía sau có rất nhiều phức tạp, nhưng mà cả ngàn người, cả chục ngàn, bao nhiêu chục ngàn ngàn tới, họ đến để tưởng nhớ lại và giữ lại cái truyền thống người Việt Nam qua cái vấn đề ban tổ chức. Okay. Ban tổ chức gặp khó khăn chắc chắn là có, trước khi, trong khi và sau khi, yes, cũng như là trường hợp khi mà cái cuộc diễn hành trong những ngành quan trọng tại đường phố Bôn Sa đó, tôi thấy cả một cái cuộc diễn hành nói lên cái tinh thần của các anh làm việc, và khi đó các anh để bên những cái dị biệt bên cạnh cái đó. Ở chúng tôi ở xa, chúng tôi chân thành cảm ơn anh, cũng như là anh cũng nên khoe những cái đó về cái vinh dự làm việc của người Việt Nam. Thưa anh Liêm, cái đó là cái chuyện mà ở Nam Cali này chúng tôi bắt buộc
phải làm bằng với tinh thần như vậy. Bây giờ anh không thích tôi mà khi tôi mà bắt đầu tổ chức cái diễn hành rồi, anh ghi tên, tôi vẫn tôn trọng anh. Anh vẫn có quyền như bao nhiêu người, anh vẫn bắt thăm cái vị trí của anh. Chứ tôi không có quyền mà đụng chạm tới cái những cái điều kiện mà anh có thể làm được. Bây giờ qua cái sinh hoạt mình vừa trình bày đó, cái nhận xét hay là cái nhận định của anh về cái tinh thần chung của người Việt Nam tại Nam California. Như tôi đã nói với anh là khi bất cứ công việc gì mà khi cần thì có lẽ tất cả mọi người họ đều đứng sau lưng anh em chúng tôi. Cái đó là chuyện rất rõ ràng mà tôi thể hiện rất nhiều lần. Mà riêng đó là cái tờ báo Người Việt tới giờ phút này, như tôi trở lại lúc đầu, tôi không có tổ chức, tới giờ phút này vẫn chưa có chứ không phải không, là tổ chức để biểu tình rần rộ như trước kia. Vì chúng tôi sẽ thấy rằng cái điều trước mắt mình phải làm là tẩy chay nó trước cái đã. Từ đó nếu mà đưa đến một giai đoạn nào đó, mình sẽ có giải pháp thứ hai. Theo anh nghĩ cái tiến triển sẽ khả quan không? Cái điều mà mình muốn có khả quan hay không, mình phải thông báo cho mọi người biết được người Việt là ai. Cái đó là mình phải làm. Vâng, thưa anh thì trong lần gặp gỡ này và tiếp chuyện với anh tại Nam California, chúng tôi xin cảm ơn anh đã có dành thời giờ cho chương trình phỏng vấn và tìm hiểu. Và chúng tôi xin phần kết luận của anh trước khi chúng tôi xin được từ giã anh để trở về lại miền Đông. Cái phần chót chúng tôi xin muốn nhắn tất cả mọi đồng hương nói chung và tất cả quý niên trưởng của chiến hữu, chúng ta đừng bao giờ chờ đợi người khác làm giùm cho mình. Những việc mình có thể làm được hôm nay không phải làm cho tôi, không phải làm cho thế hệ chúng ta, mà làm cho thế hệ đất nước mai sau, thế hệ trẻ đang trông chờ mình. Mình là chưa làm tròn bổn phận đất nước mà phải làm sao để bù đắp lại cái sự thiếu sót đó. Nghĩa là ở ngoài hải ngoại này chúng ta làm được gì chúng ta hãy làm đi. Đừng đợi anh A, anh B, C làm rồi chúng ta hãy ra tay cùng nhau làm từ việc nhỏ nhất. Rồi chừng 10 cái nhỏ đó mới thành việc lớn. Cái đó là cái mà cộng đồng hải ngoại đang trông chờ. Mà trong tờ ở đây chúng ta chỉ chờ một, nhưng người ở trong nước trông chờ chúng ta cả trăm cả ngàn lần như vậy. Đừng bao giờ có thờ ơ nói rằng cái việc ôi để sắp nhỏ làm. Tôi và chính tôi, cá nhân tôi muốn làm công việc nhỏ đó của sắp nhỏ làm, để rồi chúng ta cùng nhau bắt tay lo xây dựng đất nước. Ngày mai giả dụ đất nước không còn cộng sản thì giới trẻ sẽ lãnh đạo đất nước, chứ đừng bao giờ mong mấy người già này làm việc đó. Tôi dứt khoát điều đó. Bây giờ cảm thấy rằng mình đóng góp cái gì phần còn lại của mình để cho thế hệ trẻ sau này nó sẽ tiếp tục con đường. Thưa quý vị, trong cái tiến trình 37 năm qua, hiện nay cái không khí tại những nơi người Việt Nam ở, đặc biệt Nam California, chúng ta nhận thấy người Việt Nam vẫn tiếp tục con đường và gìn giữ con đường của họ dù rằng nhiều chông gai, nhiều khó khăn. Chúng tôi nói đến cái sự đóng góp bền bỉ của những người mà hiện nay vẫn giữ được ngọn cờ vàng và tinh thần người của người quốc gia dù rằng trở ngại nhiều, cũng như qua những cái chi tiết ông Phan Tân Ngưu vừa nói. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp để rồi chúng ta vẫn được có những cái tinh thần hiện nay của những nơi người Việt Nam cư ngụ tại Nam Cali nói riêng, cũng như là toàn thể Hoa Kỳ, cũng như là trên khắp thế giới nói chung. Cái hình ảnh, cái quyết định và cái tư tưởng của người quốc gia, người nghĩa là Việt Nam, nghĩa là hoàn toàn không chấp nhận cộng sản tại hải ngoại. Chúng tôi thật sự ra đây cũng là dịp mà cảm ơn anh Liêm và tất cả dùng những phương tiện để có thể chuyển đạt lại phần nào cái tâm tư của tôi, một người chiến sĩ chưa làm tròn nhiệm vụ. Mong rằng chúng ta hãy cùng góp tay nhau để lo cho đất nước đang trông chờ chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh Phan Tấn Ngưu cũng như được gửi lời thăm chị. Chúng ta được biết là chị Phan Tấn Ngưu cũng là một cựu cảnh sát và chị đã đóng góp nhiều năm ở trong lực lượng cảnh sát đặc biệt, cũng như là chị trong thời gian năm 75, chị với anh đều là những người đã bị cộng sản cầm tù nhiều năm. Chúng tôi xin được gửi lời thăm chị. Dạ, cảm ơn anh Liêm. Xin chào tất cả quý khán giả. Vâng. Chương trình phỏng vấn tìm hiểu xin kính chào quý vị. Và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.
mặc cho con vải thô áo màu lam, mà dưỡng nuôi con dòng sữa Bắc Trung Nam. Con của mẹ đều một giống da vàng, quyết một lòng đập tan lũ hùng tàn. Trên đầu voi rạng ngời bung anh thép, gái triều chứng